Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình BTH Công nghệ. Trang giới thiệu các sản phẩm về bộ phát Wi-Fi, thiết bị Wi-Fi cũng như là anten. Thì hôm nay trên tay mình đây là hai chiếc anten thu sóng Wi-Fi ngoài trời của bên Lộc Nghĩa này. Hiện tại thì mình đã đặt hàng về. Thì hôm nay để mình test thử cái chất lượng của cái dòng anten ngoài trời này, dây dài tầm khoảng 15m và bản này là bản anten đồng. Đây, đây đĩa là đĩa đồng này. Để lắp đặt ngoài trời để thu sóng về cho các dòng như là Huawei B535 này, 5172 hoặc là B310. Thì có hiệu quả, thực sự hiệu quả hay không nhé? Thì hiện tại mình đã lắp đặt sẵn một chiếc đây rồi. Đây là chiếc bản đây. Bản này là bản anten bản đồng V1 này. Có đầy đủ các rắc dây kết nối này. Bây giờ thì chỉ cần kết nối lên thôi. Còn đây là một chiếc anten mình chưa lắp đặt này. Đây. Chọn bộ của anten V1 này thì là gồm có thứ nhất là một anten này. Một anten thì gồm có 6 bản đồng này. Đây. Được lắp đặt đây, bên trong thì trông rất là nhỏ gọn thôi, bóc nó dài nhé. Rất là đây, chiếu cẩn thận, không có hàng trên này bọc ni lông, không có nó hỏng mất anten. Đây, anten này thì gồm có 6 mặt đồng được sắp xếp cách đều nhau, 3 mặt trên và 3 mặt dưới này. Dưới thì có 2 đĩa đồng nó tiếp xúc với nhau này. Đây là chỗ cắm vào cái cột trụ này. Tiếp theo thì gồm có một thanh sắt này để làm cái trụ và cũng như là dây. Dây thì được đúc liền nguồn buộc sẵn hai đầu này. Và đây là dây thít cũng như là mặt cắm đồng để khi mà kết đây, sau khi thì mình đã lắp đặt hai cái bộ anten Lộc Nghĩa bên ngoài này thì hiện tại kéo từ tầng 5 này, xuống đến tầng 2 nhà mình thì qua đây, qua lan can cửa là hai bên hai dây, một dây bên phải và một dây bên trái này. Lắp chiều cao là trên từ tầng 5 thêm khoảng 50 phần thêm khoảng 2 mét gậy nữa thì nó cũng khá là cao rồi. Hiện tại thì mình sẽ test trước với cái dòng Huawei là B310 đối với hai anten của nó là hai anten đi theo kèm máy nhé. Đây này. Hiện tại thì mình đã cài đặt nó về anten ngoài rồi này. Đấy, nhận hai anten ngoài. Bây giờ thì mình sẽ đo thử cái tốc độ của nó này. Đây, mạng của B310 này. Cùng vào speed test này, đo thử xem là nó là chế độ nó như thế nào này. Đây. Đang tìm điểm đo này. Bây giờ thực hiện đo này. Mình sẽ đo 3 lần, đo 2 lần và mỗi lần với một thiết bị của anten là anten bộ anten gốc này. Anten là cái loại anten 35 đến 40.000 một cây, loại anten bản mạch trắng này, dài tầm khoảng 20 cm. Sau khi mà cài chế độ là anten ngoài rồi và test với chế độ anten là dây dài 15m bản V1 6 mặt đồng download lần 1 này. Đối với chế độ anten ngoài của B310 thì nó dao động nó tầm khoảng 18, upload là 8, sim là sim U1500, này thì là hơi thấp. Nếu mà chuyển về chế độ anten ngoài này, nó thấp hơn so với để tự động khá là nhiều. Đây, lần này thì nó cũng mặc định nó tầm khoảng 18 thôi. Đây, upload thì nó cũng lên được tầm 8 mấy, trông rất là kém. Đây, cắm đủ hai dây anten này vào này, dây dài 15m bản V1 6 mặt đồng. Đây, bây giờ hiện tại sẽ quay vào bên trong để xem đối với dòng B310 sau khi kết nối anten ngoài vào thì nó như thế nào này. Đây, hiện tại thì vẫn là Huawei B310 nhé, vẫn là hai anten ngoài của mình. Thực hiện đo xem nào. Đo lúc nãy thì đối với dòng anten trắng thì nó lên tầm khoảng từ 8
18. Đây. Hiện tại thì dòng anten này so với dòng anten đi theo bộ thì nó còn kém hơn khá là nhiều, tụt hẳn xuống. Đây, nó còn có 10 thôi. Này khá là nhọc nhằn đấy, không vẽ hiệu quả rồi. Pin lên khá là cao, pin cao thì đào lót nó thấp rồi. Đây, hiện tại đang để là một anten 1 và 2 là đều anten ngoài này. Lát nữa phải chuyển về chế độ là tự động xem thế nào. Đây, 11. Hiện tại thì có đối với dòng B310 này thì anten này có vẻ là không hiệu quả rồi. Kém hơn so với hai dòng anten trắng này. Tiếp theo thứ hai, đấy là test về cái dòng Huawei 5172 này, đây E5172 này. Hiện tại thì đang cắm anten là để chế cũng là chế độ anten ngoài này. 1 2 3 4 5, 5 vạch full nhá. Đối với dòng anten trắng một dầu này. Đấy. Cũng là SIM U1500 của Vina với cước cao. Mình không biết là giờ nó giới hạn tốc độ hay không, nhưng mà U1500 thì mình cảm thấy là nó khá ok đấy. Đây 5172 này, đây bây giờ mình sẽ đô lại này. Đang tìm kiếm, ok, thực hiện đo này. Đối với dòng 5172, tất cả đối với dòng Huawei này thì mình đều chuyển về chế độ là anten ngoài để thu sóng nó cổ, để test về chế độ anten ngoài nhé. Còn về chế độ tự động thì khi các bạn lắp anten này vào rồi thì con nào nó cũng như nhau, tức nghĩa là anten trọn bộ này thì khi nào mua hàng thì khách hàng cũng đã được tặng sẵn rồi, thì mình sẽ không để về chế độ tự động nữa. Đây, đào đất con này thì có vẻ con này là 15 thì cũng không thua kém B310 là bao nhiêu cả. Đây, 15 khá là thấp so với mức yêu cầu của mình là Huawei chạy U1500. Lần này thì nó lên, lần này thì tụt tạm hại rồi. Mặc dù cái tốc độ speed nó sẽ thay đổi liên tục nhưng mà nó sẽ không quá là chênh lệch so với điểm trước và điểm sau này. Đây, hiện tại thì nó được tầm 11 trong cái upload. Nó được tầm 10. 8 đến 10. Đây, khá là thấp. Đây, bây giờ thì sau khi mà đã test về cái anten trắng này thì hiện tại mình sẽ cho nó về cái anten là anten đồng. Đây, anten đồng dây 15m. Tại thì mình sẽ tháo nó ra này. Đây. Hiện tại thì nó đã lên được cũng là 2 4 5 vạch, cũng là lên được vạch sóng rồi. Hiện tại thì đo cái tốc độ xem nào. Đây, lần này so với con 5172 này thì lần này thì thấy khá là hiệu quả so với dòng anten ngoài này. Lần này download lên được tầm khoảng 26 này. Trong khi lần trước do với anten trắng này thì nó được tầm khoảng 10. Bây giờ đưa lại lần nữa xem. Đây, lần này thì nó lên tầm khoảng 23 và download lên. Thì theo mình đánh giá là so với cái dòng anten trắng thì so với cái dòng anten này nó hợp với anten lục nghĩa này, nó hợp với dòng 5172 hơn và tốc độ nó cải thiện được gấp đôi, các bạn lưu ý nhé. Đây, tốc độ lúc nãy nó tầm khoảng 12-13 thì bây giờ nó lên tầm khoảng 23 này. Và anten sóng thì cũng đều là full vạch như nhau, đều là chế độ cho anten ngoài nhé. Đây, dòng cuối cùng cũng là dòng khỏe nhất. Hiện tại bên mình đang phân phối ra dòng Huawei B535. Thì bây giờ mình đã lắp anten ngoài này, anten theo bộ này, đều là 3 vạch phun sóng này. Bây giờ quay vào để test tốc độ speed này. B535 đâu? Đây, B535 này.
B535 này nó sẽ có hai băng tần 2.4 và băng tần 5G. Thì hiện tại mình sẽ đua băng tần 2.4 thôi. Tại vì tất cả các dòng mình vừa đua thì đều là chạy 2.4. Nếu mà đua dòng 5G thì nó tốc độ nó sẽ chênh lệch khá là nhiều. Đây. Đồ speed này. Huawei B535 này. Và các bạn lưu ý là cái dòng B535 Pro này thì mình cũng đã đổi về chế độ là anten ngoài nhé. Tất cả mình đều để là chế độ anten ngoài. Và không để chế độ là mặc định của nó là auto. Đây, 535 này thì nó để anten ngoài, theo bộ của nó thì nó tay lên được tầm khoảng 32. Nó chạy gấp đôi và gấp 3 so với các dòng B310 và B5172 nhé. Đây, tốc độ 32, đua lại lần nữa này. Lần này là 38, tốc độ được cải thiện đôi chút. Đây, 38. Còn bây giờ thì mình sẽ đổi về bộ da này. Tốc độ là 38 đối với anten theo bộ này. Bây giờ sẽ là hai cái anten ngoài. Dây dài 10m, bản anten đồng. Sáu mặt đồng. Đây, bạn vừa tới thôi. Đây. Cũng đã lên 3.6 rồi ngay từ lúc đầu tiên. Hai dây cắm đầy đủ. Hiện tại thì đã nhận sóng, nhận sim ok. Quay vào test B535. Vẫn là B535 nhé. Đây. Đây, kiểm tra B535 này. Để cho các bạn xem là anten đúng là anten ngoài là để không. System. Đây, anten ngoài này. Update antenna, anten setting này. Extender đây, mình đã để hai chiếc anten ngoài hết rồi nè, 1 và 2 này. Bây giờ thì đo thôi. Có vẻ dòng này nó không hợp với B535 rồi. Trong 3 dòng thì mình thấy được mỗi 5172 trông có vẻ là khá hơn. Con này còn thấp hơn cả với anten đi theo bộ nữa. Khá là tù. Đây, đua lại nữa xem. Mười bốn, hai mươi, mười sáu. Khá là kém.